Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi số tự động quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Suzuki XL7. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, nhập khẩu về Việt Nam là năm 2021, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu và một chủ từ năm 2021 luôn các bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất tại Indonesia, nhập khẩu về Việt Nam bởi hãng Suzuki Việt Nam các bạn ạ. Đấy, logo của Suzuki, một thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản các bạn nhé. Suzuki Việt Nam nhập từ Indo về. Đấy, hãng Suzuki này. Phiên bản này là phiên bản XL7, 7 chỗ ngồi quý bạn nhé. Đấy, đây có thể nói đây là cái dòng xe cao cấp của Suzuki. Đấy, và cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì cũng rất là khiêm tốn, chỉ 5,47 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như ở quãng đường trường, 5,47 là quãng đường trường quý bạn nhé. Đấy, cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Chiếc xe này là màu đen quý bạn nhé, 7 chỗ ngồi màu đen số tự động các bạn ạ. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe trang bị thêm rất là nhiều option, ví dụ như là màn hình Android. Đấy, rất là nhiều những cái mà option mà chủ xe đã lắp thêm rồi. Và chiếc xe này thì không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Nhìn phần đầu các bạn thấy đấy ạ, rất là mới, toàn bộ từ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt. Đấy, rồi cửa gió này, đèn pha, đèn gầm, các thứ đều rất mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 5 vạn km thôi các bạn nhé. Ở cái phân khúc 7 chỗ thì những chiếc xe XL7 với Xpander này nó cũng đang có giá bán ngang ngang nhau. Đấy, giá mới thì ngang nhau nhưng giá cũ thì chiếc xe XL7 này rẻ hơn Xpander một chút các bạn nhé. Do thị hiếu của người Việt đấy là dùng Xpander nhiều hơn. Nó cũng giống như Xpander so với Toyota Innova đấy ạ. Thì những chiếc xe Innova bao giờ cũng bán tốt hơn các bạn nhé. Đấy, còn lại là những chiếc xe XL7 này thì bán chậm hơn. Chính vì thế cho nên là giá thành nó rẻ hơn chứ không phải là do chất lượng đâu các bạn ạ. Chất lượng thì cũng là đều ngang nhau với chiếc xe Xpander, đều 1.5. Đấy, khóa thông minh, bấm tay thì mở cửa các bạn ạ. Về ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái option bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Xe được trang bị nội thất ghế da rồi, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, bọc da và rất đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ nội thất này đều rất mới. Chiếc xe này mới lăn bánh được 5 vạn km thôi. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe mà tôi đang quay tại đây, đây là chúng tôi vừa mới mua về các bạn nhé, chưa có dọn rửa đâu ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, sản xuất cuối năm 2020, nhập về Việt Nam là năm 2021, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Lăn bánh từ năm 2021 các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này là chúng tôi mua về, chúng tôi còn chưa có dọn rửa gì đâu. Ngày mai thì chúng tôi sẽ bắt đầu cho anh em dọn dẹp chiếc xe này. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng tôi thì nó sẽ sạch sẽ và đẹp đẽ hơn rất là nhiều rồi. Bởi vì vừa mua về là tôi quay luôn đấy ạ. Đấy, toàn bộ về cái phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp, rất mới. Duy là nó chỉ có bẩn một chút là do chưa dọn dẹp thì thôi các bạn ạ. Đấy, toàn bộ keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, những cái này là bẩn này, bẩn cho chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả các bạn nhá. Đấy, tất cả những cái hàng ghế sau này đều rất là mới, vì chiếc xe này chủ xe cũng chạy ít thôi, không chạy nhiều. 2021 tính ra là 3 năm sử dụng với 5 vạn km, mỗi 1 năm hết có hơn 1 vạn km thôi các bạn ạ. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe Suzuki XL7 2021 này thì chúng tôi bán với giá là 498 triệu đồng.
thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki XL7 2021 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, một chiếc xe ở mẫu MPV 7 chỗ ngồi các bạn nhé, rất là đẹp này, đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất các thứ đều rất đẹp, rất là mới quý bạn ạ. Và ở cái phiên bản XL7 này là phiên bản đủ khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đầy đủ hết cả rồi các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về cái phần táp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa này, đấy, từ táp bi, táp lô, ghế da này đều rất là đẹp các bạn ạ. Chủ xe thì rất là cẩn thận, đã có cả cái ốp bọc táp lô này, đấy, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới luôn các bạn nhé. Quý vị và các bạn đi xem xe thì xem kỹ cho tôi những cái phần vô lăng, cần số, tay phanh, những cái mà lên xe là bắt buộc phải sử dụng, cho nên là chúng ta có thể xem và đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe là dựa vào những cái phần vô lăng, cần số, tay phanh như này các bạn nhé. Đấy, chúng tôi đi mua xe thì chúng tôi cũng bao giờ chúng tôi cũng xem đánh giá chất lượng bằng cái vô lăng, cần số, tay phanh đấy ạ, chứ không chỉ độc công tơ mét đâu nhé. Về cái phần ngoại thất và nội thất thì đều rất ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần quan trọng nhất của chiếc xe đấy ạ. Có thể nói đây là trái tim của chiếc xe đấy ạ. Đấy, trái tim của chiếc xe thì được Suzuki trang bị cho chiếc XL7 này là một cái khối động cơ xăng dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số tự động ạ. Đấy, toàn bộ những cái ốc chân máy này, mặt máy này, ốc chân máy này còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ, chưa có dấu vết tháo gì cả các bạn nhé, tất cả là còn nguyên bản. Chúng tôi có thể cam kết với quý vị các bạn là động cơ nguyên bản đấy, ốc cabo này, toàn bộ ốc cabo, keo chỉ cabo đấy, keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản luôn các bạn này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả các bạn nhé. Đấy, cabo này, điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Tất cả những con ốc ở trong khoang động cơ này là còn nguyên bản hết, chưa có dấu vết tháo gì cả. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, cho nên là động cơ nó hơi bẩn một chút. Bẩn là so với những chiếc xe mới thôi, so với những chiếc xe đã dọn rồi thôi các bạn ạ. Một chiếc xe đã qua sử dụng mà động cơ như này là rất là sạch rồi các bạn nhé. Ý tôi nói là bẩn là do so với những chiếc xe đã dọn rồi thôi, chứ còn động cơ như thế này có thể không cần dọn các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki XL7 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.